Chào các em học sinh lớp 1, mời các em dở sách giáo khoa trang 17. Chúng ta vẫn đang học Unit 2, bài 2, và hôm nay chúng ta chuyển sang Lesson 2, Grammar and Song. Tiết học 2, học về ngữ pháp và bài hát. Đây là một phần vô cùng quan trọng và khó. Mời các em cùng theo dõi. Trước hết, cô xin cung cấp kiến thức ngữ pháp cho các em. Nếu như chúng ta muốn đố một người nào đó về đồ vật nào, thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi, đây là cái gì? What's this? What's this? Cô đọc lại câu hỏi một lần nữa nhé. What's this? Ví dụ như nó là một cái bàn, thì người ta sẽ trả lời như sau. Cái bàn là desk. Một cái bàn là a desk. Nó là một cái bàn, chúng ta đọc là is a desk. Is a desk. Chúng ta có thể đọc nhanh là is a desk. Is a desk. Nó là một cái bàn. Bây giờ chúng ta đi sang phần thực hành. Chúng ta quan sát bức tranh này. Một bạn sẽ đặt câu hỏi, đây là cái gì? What's this? Bạn kia sẽ trả lời, nó là một cái bàn. It's a desk. Tiếp theo, một bạn sẽ đặt câu hỏi, đây là cái gì? What's this? Bạn kia sẽ trả lời, nó là một cái ghế tựa. It's a chair. Tiếp tục, một bạn đặt câu hỏi, đây là cái gì? What's this? Bạn trả lời sẽ trả lời là, nó là một cây bút sáp màu. It's a crayon. Bây giờ, một bạn cũng sẽ đặt câu hỏi, đây là cái gì? What's this? Bạn kia sẽ trả lời, nó là một cây bút chì. It's a pencil. Và cuối cùng, một bạn đặt câu hỏi, đây là cái gì? What's this? Và một bạn trả lời, nó là một quyển vở. It's a notebook. Chúng ta chuyển sang phần 1. Listening 28. Bài nghe số 28. Listen and repeat. Nghe và lặp lại. What's this? What's this? Có nghĩa là đây là cái gì? It's a desk. It's a desk. Đọc nhanh thì sẽ đọc là it's a desk. Nó là một cái bàn học. Các em chuyển sang phần 2, nghe và hát. Listening 29. Bài nghe số 29. Listen and sing. Nghe và hát. Các em nghe qua bài hát này một lần. What's this? It's a pencil. What's this? It's a desk. What's this? It's a crayon. What's this? It's a chair. Chair, desk, notebook, crayon, pencil. What's this? What's this? It's a pencil. What's this? It's a desk. What's this?
Bây giờ chúng ta sẽ nghe lại từng câu trong bài hát này. Chair, desk, notebook, crayon, pencil. Ghế tựa, cái bàn, quyển vở, cây bút sáp màu, cây bút chì. What's this? Đây là cái gì? What's this? Đây là cái gì? It's a pencil. Nó là một cây bút chì. What's this? Đây là cái gì? It's a desk. Nó là một cái bàn học. What's this? Đây là cái gì? It's a crayon. Nó là một cây bút sáp màu. What's this? Đây là cái gì? It's a chair. Nó là một cái ghế tựa. Chair, desk, notebook, crayon, pencil. Ghế tựa, cái bàn học, quyển vở, cây bút sáp màu, cây bút chì. What's this? Đây là cái gì? What's this? Đây là cái gì? It's a pencil. Nó là một cây bút chì. What's this? Đây là cái gì? It's a desk. Nó là một cái bàn học. What's this? Đây là cái gì? It's a crayon. Nó là một cây bút sáp màu. What's this? Đây là cái gì? It's a chair. Nó là một cái ghế tựa. Chair, desk, notebook, crayon, pencil. Ghế tựa, cái bàn học, quyển vở, cây bút sáp màu, cây bút chì. What's this? Đây là cái gì? Vậy là cô đã giải thích toàn bộ nội dung bài hát cho các em. Bây giờ chúng ta sang hoạt động 3, hoạt động tiếp theo. Các em hãy theo đường nối này để đọc tên của đồ vật cũng như nói câu giới thiệu đồ vật. Trước hết là bạn Tim, bạn ấy đang đi tìm cái gì? Chúng ta hãy theo đường nối này. À, thì ra bạn ấy đi tìm cái bàn học. Bàn học chúng ta có desk. Nó là một cái bàn học. Chúng ta có câu hoàn chỉnh là it's a desk. Còn bạn Josie thì sao? Chúng ta hãy theo đường nối này và chúng ta nối. À, thì ra là bạn Josie, bạn ấy cần tìm cây bút chì. Bút chì chúng ta có từ pencil. Và chúng ta cần nói câu hoàn chỉnh là nó là một cây bút chì. Chúng ta có câu it's a pencil. Bây giờ cô mời các em dở sách bài tập trang 17. Bài tập 1, hãy tô màu các hình dạng mà có dấu chấm tròn. Thì các em thân mến, cô đã tô màu sẵn rồi. Những cái hình dạng nào mà cô thấy là có dấu chấm tròn thì cô tô màu phần đó và được các hình dạng như sau. Cô được hình dạng của quyển vở này. Cô được hình dạng của cái bàn học. Rồi cây bút sáp màu, cái ghế tựa và cây bút chì.
Chúng ta chuyển sang phần 2, chỉ vào hình và nói. Lúc nãy thì chúng ta đã tô màu và tạo ra được các hình dạng đồ dùng học tập. Chúng ta đã tô và tạo ra được hình dạng của quyển vở. Bây giờ một bạn sẽ đặt câu hỏi, đây là cái gì? What's this? Bạn kia sẽ trả lời, nó là một quyển vở. It's a notebook. Tiếp theo, bây giờ chúng ta hãy quan sát hình dạng của cái bàn học. Một bạn sẽ đặt câu hỏi, đây là cái gì? What's this? Bạn kia sẽ trả lời, nó là một cái bàn học. It's a desk. Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào hình dạng cây bút sáp màu. Một bạn sẽ đặt câu hỏi, đây là cái gì? What's this? Bạn kia sẽ trả lời, nó là một cây bút sáp màu. It's a crayon. Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào hình dạng của cái ghế tựa. Một bạn sẽ đặt câu hỏi, đây là cái gì? What's this? Bạn kia sẽ trả lời, nó là một cái ghế tựa. It's a chair. Và cuối cùng, chúng ta hãy nhìn vào hình dạng cây bút chì mà chúng ta vừa tô màu. Một bạn sẽ đặt câu hỏi, đây là cái gì? What's this? Bạn còn lại sẽ trả lời, nó là một cây bút chì. It's a pencil. Vậy là chúng ta đã làm xong hoạt động này. Các em thân mến, tiết học của chúng ta đến đây là hết. Tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo của cô.